Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video này chúng ta sẽ thực tập viết thư pháp trên một chất liệu giấy hơi khó viết. Đó là loại giấy cứng, lại là thấm mực rất nhanh. Đây chúng ta nhìn giấy đây. Giấy này tôi tự sản xuất lấy bằng cách là mua giấy khổ to, sau đó về bồi. Về bút thì chúng ta sẽ dùng loại bút to. Đây là bút để viết đại tự. Còn bút này sẽ để viết lạc khoản. Và bút nhỏ tí này để chúng ta viết phiên âm cái lạc khoản ra chữ quốc ngữ theo kiểu chữ Gothic. Chúng ta sẽ viết chữ Phúc, sau đó đến chữ Lộc. Đây là chúng ta sẽ bố trí hạ khoản, trên đây là thượng khoản, và phía dưới này chúng ta sẽ viết dòng chữ Gothic giải thích là khoản ra quốc ngữ. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Vì khổ giấy lớn và chữ lớn cho chúng ta phải viết ở tư thế đứng. Thực ra viết cái dòng này là thừa, bởi vì đã có chữ Hán rồi nhưng mà nhiều người không đọc được, cho nên chúng ta phải viết theo yêu cầu của người xin chữ. ngũ phúc lâm môn, tức là 5 phúc vào nhà, gồm có phú, quý, thọ, khang, ninh. Còn chúng ta đã viết xong bước thứ nhất, ngũ phúc lâm môn. Lạc quan của nó là tăng tài tiến lộc. Chúng ta cứ để nét bút tự nhiên, sửa tương đối thôi, chứ nếu không nó sẽ đều trằn trặn như kiểu chữ in của vi tính. Viết thư pháp bằng chữ Hán không có khái niệm, tức là để độ phân giải bao nhiêu. Vâng, tôi vừa viết xong hai chữ phúc và lộc trên chất liệu là giấy cứng, bút to và viết ở tư thế đứng cho quý vị và các bạn xem. Mong quý vị quan sát nét bút, thấy cái gì phù hợp thì có thể tham khảo cho cái công việc của mình. Còn thấy cái điều gì nó chưa hợp lý thì mong quý vị góp ý. Rất mong quý vị và các bạn động viên bằng cách để lại lời bình luận ở phía dưới, ấn nút chia sẻ và đăng ký. Kính chào tạm biệt, hẹn quý vị ở các video tiếp theo. Luyện Thư Pháp, Lâm Ngọc Hiếu.